Sáng ngày 13 tháng 1 năm 2019, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam, tạp chí Môi trường và Cuộc Sống đã tổ chức trọng thể lễ trao giải cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống, chủ đề Hạn hán và xâm nhập mặn, bắt đầu với những ca khúc văn nghệ đến từ ca sĩ Hoàng Tùng, ca sĩ Thiên Di, ca sĩ Thanh Tùng, ca sĩ Nam Anh và vũ đoàn Amazing. Đến dự buổi lễ có ông Hồ Ngọc Hải, Chủ tịch Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Lai, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam, ông Trương Đức Chí, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, bà Phạm Thị Xuân, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Văn Toàn, Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Cuộc sống, trưởng ban tổ chức, cùng đông đảo các bạn sinh viên các trường đại học, các phóng viên thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và Hà Nội. Đặc biệt là các tác giả của top 5 tác phẩm xuất sắc vòng chung kết cuộc thi đến từ các trường trong cả nước. Sau thành công của cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống năm 2017, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ, cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, qua đó có những hành động ứng xử đúng đắn về biến đổi khí hậu. Được sự quan tâm và đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam, tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống, chủ đề Hạn hán và xâm nhập mặn. Sau một năm phát động cuộc thi, từ ngày 24 tháng 12 năm 2017 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018, ban tổ chức đã nhận được 487 tác phẩm, gồm bài viết, video clip tiểu phẩm của tác giả. Trên cơ sở đó, ban giám khảo đã lựa chọn top 5 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống năm 2018. Năm nay, các tác phẩm dự thi cũng đã bám sát chủ đề, phù hợp với thể lệ cuộc thi. Bài viết phân tích được tình hình hạn hán, biến đổi khí hậu hiện nay. Những giải pháp mà các tác phẩm năm nay đưa ra đã thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ với vấn đề biến đổi khí hậu. Từ đây, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu có thêm lực lượng trẻ. Cũng tại buổi lễ, bà Phạm Thị Xuân, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam công bố quyết định khen thưởng, công bố top 5 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống năm 2018. Ông Hồ Ngọc Hải, Chủ tịch Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Văn Toàn, Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao giải nhất tập thể, mã số 03 clip Hướng đi nào cho người nông dân với trị giá giải thưởng là 35 triệu đồng. Giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Lai, Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Thư ký Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam trao giải nhì tập thể, mã số 01, clip Cóc kiện trời, lớp văn học K13, Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên với trị giá giải thưởng 20 triệu đồng. Ông Trương Đức Chí, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bà Phạm Thị Xuân, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam trao giải 3 tập thể, mã số 02, clip Điểm báo, nhóm Group ES Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên với trị giá giải thưởng 10 triệu đồng. Ông Nguyễn Hùng Thắng, Tổng Thư ký Tòa soạn, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao giải khuyến khích cá nhân cho tác phẩm với trị giá giải thưởng 5 triệu đồng. Giải tác phẩm được theo dõi nhiều nhất, mã số 03 clip Hướng đi nào cho người nông dân, nhóm Garden, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với trị giá giải thưởng 5 triệu đồng. Em cảm thấy cuộc thi Biến đổi khí hậu và cuộc sống, chủ đề hạn hán xâm nhập mặn năm nay thì rất là phù hợp với các bạn sinh viên và đặc biệt là các bạn sinh viên ngành Tài nguyên và Môi trường như bọn em ạ. Ý tưởng của bọn em bắt nguồn từ một cái video clip mà bọn em tham khảo được và em cảm thấy nó rất là phù hợp với cái hạn hán và xâm nhập mặn ở Việt Nam. Thế nên em đã lồng ghép nó vào cái video của em và thông qua cái video lần này thì bọn em muốn gửi đến một thông điệp đối với những người nông dân mà bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn, đấy là hãy đa dạng hóa những cái sản phẩm mà mọi người trồng trọt, vì như thế thì khi mà hạn hán xâm nhập mặn xảy ra thì mọi người không bị tác động quá nhiều. Vinh dự là tháng 1 năm 2018 thì ban tổ chức cuộc thi lại tiếp tục đến tổ chức cái gala phát động cuộc thi tại trường Đại học Khoa học. Thế do đó là tất cả sinh viên trường khoa học thì đều được tham gia và được triển khai tất cả những thể lệ cũng như là những cái thông tin về cuộc thi, do đó các em cũng rất tích cực tham gia và rất là may mắn và vinh dự là có hai clip đạt giải, một clip là đạt giải nhì và một clip đạt giải ba trong cuộc thi năm 2018. Và chúng tôi cũng thấy rằng là đây cũng là sẽ tiếp tục phát động cũng như là có nhiều cái biện pháp khuyến khích để các sinh viên tham gia các hoạt động này, mang tính chất là vừa nâng cao nhận thức và thứ hai là tuyên truyền cho cuộc thi cũng như là tuyên truyền về những cái biện pháp giảm thiểu cái tác hại của biến đổi khí hậu. Lễ trao giải đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt liệt của các vị khách mời và các bạn sinh viên tham dự, phản ánh những thông điệp hết sức ý nghĩa và nhân văn của cuộc thi do tạp chí Môi trường và Cuộc sống phát động trên cả nước.